Sau loạt trận đầu tiên của bảng C, hai đội bóng được đánh giá cao là U23 Việt Nam cùng U23 Yemen đều không phải gặp bất kỳ một khó khăn nào trước những đối thủ yếu hơn. Điều đó dẫn đến cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển này ở loạt trận thứ hai sẽ mang tính chất quyết định. Ở đó bất kỳ đội nào giành chiến thắng sẽ giành tấm vé trực tiếp đến với vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Thực tế, chính các thủ Việt Nam đã từng trải nghiệm về sức mạnh của thủ Yemen. Lần gần nhất, hai nền bóng đá tạo ra giao điểm là tại Asian Cup 2019 ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Đó là thời điểm mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải giành chiến thắng, thậm chí phải thắng với cách biệt 3 bàn để chắc suất đi tiếp. Chúng ta đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong nửa đầu hiệp 1 và chỉ tìm thấy bàn thắng vươn lên dẫn trước từ khoảnh khắc lóe sáng của Quang Hải. Đội tuyển Yemen luôn cho thấy lối chơi áp sát nhanh và rất tích cực phạm lỗi để hạn chế tối đa không gian chơi bóng của các thủ áo đỏ dù vậy chúng ta vẫn hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng với tỷ số 2-0, qua đó lọt vào vòng 1/8 của Asian Cup. Còn ở lần gần đây nhất hai đội U23 Việt Nam và U23 Yemen đối đầu với nhau, chúng ta phải ngược dòng thời gian để trở về năm 2016. Khi ấy thầy trò huấn luyện viên Miura đang chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016 và có trận giao hữu với đối thủ từ Tây Á. U23 Việt Nam với những công phượng văn toàn duy mạnh đã nhận thất bại trước đối thủ với tỷ số 1-2. Dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng đối thủ cũng phần nào thể hiện sức mạnh nhờ lợi thế về thể hình và thể lực. Trải qua nhiều năm và nhiều đời huấn luyện viên khác nhau, nhưng Yemen vẫn giữ nguyên những thế mạnh ấy. Đúng như nhận định ban đầu giới chuyên môn, U23 Yemen đã trình diễn một lối chơi thuyết phục trong chiến thắng 3-0 trước U23 Singapore. Đội bóng huấn luyện viên Miroslav Sokup đã cho thấy rất nhiều điểm mạnh ở nền tảng thể lực và thể hình. Nếu không theo dõi cuộc đối đầu này, bạn sẽ bị đánh lừa và nghĩ rằng U23 Yemen sẽ có một thế trận áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, sự thật thì đội bóng huấn luyện viên đã triển khai lối đá phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả và khiến cho u Singapore không kịp trở tay. Sau khi cuộc đối đầu với u Singapore diễn ra, huấn luyện viên Sokrup đã nhận định đối thủ cùng sở hữu thể hình và thể lực nên u phải nhanh hơn họ trong những tình huống tấn công. Điều đó cho thấy đại diện đến từ Tây Á đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng những phương án trong trận đấu này. Họ để cho đại diện đến từ đảo quốc sư tử kiểm soát thế trận và tung ra nhiều đòn tấn công. Tuy nhiên U23 Yemen nhanh chóng thu hồi lại được bóng và chuyển trạng thái rất nhanh với chỉ 2 đến 3 đường chuyển. Ví dụ như ở tình huống này khi thủ áo trắng đoạt bóng từ phần sân nhà, sau đó nhanh chóng luân chuyển quả bóng lên tuyến trên. Chỉ cần vài nhịp chạm, bóng đã được đưa đến trước khung thành của U23 Singapore. Đáng tiếc là chân sút bên phía u Yemen đã quá vô duyên nên đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn 10-10 này. Thứ vũ khí lợi hại mà U23 Yemen mang đến là những pha bóng bên cánh trái, nơi có sự xuất hiện của cầu thủ mang áo số 21 Hamza Maros. Đây là cầu thủ sở hữu tốc độ cực nhanh và khả năng xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Anh cũng chính là tác giả của pha bỏ lỡ mà bạn vừa theo dõi trước đó. Ngoài Hamza Maros, gương mặt hứa hẹn sẽ đem đến nhiều sự nguy hiểm khác cho hàng thủ của u Việt Nam, chính là tiền đạo đội trưởng Amr Maher. Trong trận đấu gặp u Singapore, Amr Maher liên tục có những pha đi bóng trực diện, đâm thẳng vào trung lộ và tận dụng những khoảng trống giữa bộ đội trung vệ của đối thủ. Amr Maher đã có ít nhất hai tình huống dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm, nhưng cầu thủ này bị trượt trụ và chỉ có thể đưa bóng sang bên cạnh lưới. Dù vậy, đội trưởng của U23 Yemen vẫn có thể điền tên mình lên bảng tỷ số với cú đúp bàn thắng trong trận đầu giao quân. Một là pha điện bóng cận thành đơn giản, mở tỷ số cho đại diện đến từ Tây Á. Còn bàn thắng thứ hai là một cú dứt điểm hiệu quả từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chìm và găm thẳng vào góc chết của khung thành U23 Singapore. Nhìn chung các thủ U23 Yemen không sở hữu kỹ thuật cá nhân ấn tượng nhưng bù lại họ rất khỏe và có tốc độ. Thêm vào đó là sự tự tin trước khi bước vào trận đấu quan trọng nhất bảng C gặp chủ nhà U23 Việt Nam. Sau chiến thắng ở trận mở màn, huấn luyện viên Sokup đã gửi chiến thư đến U23 Việt Nam. Ông nhận định đối thủ sắp tới là đội bóng mạnh nhất bảng, nhưng U23 Yemen cũng nguy hiểm không kém. Chúng tôi sẽ chứng tỏ là một đối thủ đáng gờm. Mục tiêu của đội là giành trọn vẹn 7 điểm ở vòng loại gần này. Tức là ông Sokup đang đặt mục tiêu giành một kết quả từ hòa đến thắng khi đối đầu với những chiến binh sao vàng. Cục diện bảng đấu ở thời điểm hiện tại đủ thuận lợi để U23 Yemen nghĩ đến ngôi đầu bảng nếu giành kết quả thuận lợi trước U23 Việt Nam. Hiện tại họ đang cùng có được 3 điểm nhưng thua kém về hiệu số. Nếu như cuộc đối đầu sắp tới kết thúc với tỷ số hòa, U23 Yemen sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp đối thủ yếu nhất bảng trong một trạng thái thoải mái hơn. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ phải bước vào cuộc đua cạnh tranh hiệu số và phải thắng U23 Singapore càng đậm càng tốt. Rõ ràng huấn luyện viên Trussier sẽ nắm được những bất lợi như vậy và ông sẽ hướng tới trận đấu này với mục tiêu cao nhất. Dù vậy, vị trí lược gia người Pháp cùng các học trò đang vấp phải những sự hoài nghi nhất định dù cho U23 Việt Nam thắng đậm ở trận mở màn. Trước một U23 Guam dựng xe buýt hai tầng, đội chủ nhà đã gặp không ít khó khăn trong khoảng 30 phút đầu tiên. Chúng ta kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng thiếu ý tưởng và thiếu chính xác trong những tình huống quyết định kể cả khi Levando ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam, áp lực tâm lý vẫn chưa được cởi bỏ. Chỉ đến khi huấn luyện viên Trucie thực hiện những thay đổi trong hiệp 2, mọi chuyện mới trở nên thuận buồm xuôi gió cho đội chủ nhà. Phát biểu sau trận đấu này, ông cũng tỏ ra không hài lòng khi các học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Huấn luyện viên người Pháp cho rằng U23 Việt Nam lẽ ra đã có thể ghi thêm 3 đến 4 bàn thắng nữa, nhưng cũng có những sự động viên khi các thủ của ông đang ngày một hoàn thiện hơn. Dù vậy vẫn còn một điều đáng lo ngại sau trận đại thắng của U23 Việt Nam trước một đội bóng quá yếu khung thành của Văn Việt gần như không phải chịu bất kỳ một pha tấn công nguy hiểm nào. Nhưng u 3 Yemen sẽ là một đội bóng rất khác vì khả năng phản công của đội bóng này đem đến những mối nguy hiểm tiềm tàng cho UE3 Việt Nam. Chắc chắn đối thủ sẽ lựa chọn đấu pháp phòng ngự phản công khi đối đầu với đội bóng được coi là mạnh nhất bảng. Có lối chơi của UEA Việt Nam có lẽ vẫn sẽ là áp đặt pressing thầm cao và gây sức ép lên phần sân đối thủ. Chúng ta cần phải đề phòng thứ tốc độ mà số 21 Hamza Maros và số 10 Amr Maher tạo ra. Đã có nhiều câu hỏi đặt ra cho việc vì sao huấn luyện viên Trussier vẫn sử dụng một đội hình rất mạnh dù chỉ phải gặp u Guam ở trận đấu đầu tiên. Vị trí lực gia người Pháp có cái lý của riêng mình khi bộ khung ông lựa chọn đều là những cầu thủ đã chinh chiến cùng nhau ở SEA Games vừa qua. Họ cần thời gian để bắt nhịp để tiếp tục thi đấu nhuần nhuyễn hơn và u Guam là đối thủ không thể thích hợp hơn để làm điều này. Sự chuẩn bị đó cũng nhằm hướng tới cuộc đối đầu rất quan trọng với U23 Yemen. Nhiều khả năng huấn luyện viên Trussier sẽ chỉ thực hiện những sự điều chỉnh nhỏ trong trận đấu này. Ở cuộc đối đầu với u Guam, vị trí lực gia người Pháp đã tung Hồ Văn Cường vào sân trong hiệp 2. Ngay lập tức sự điều chỉnh này tạo ra hiệu quả khi cánh phải của u 3 Việt Nam trở nên cơ động hơn hẳn. Chính Hồ Văn Cường cũng là tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho đoàn quần áo đỏ. Vì vậy nhiều khả năng phù thủy trắng sẽ bố trí Hồ Văn Cường đá chính ngay từ đầu trong trận đấu này. Trong khi đó hàng phòng ngự trung vệ Lương Duy Cường có thể trở lại đường xuất phát sau khi được cho nghỉ ở trận đấu đầu tiên. chơi bên cạnh Duy Cường vẫn sẽ là bộ đôi Trần Quang Thịnh và Phan Tuấn Tải. Trong khi đó trên hàng công nhiều khả năng bộ ba Văn Đô, Văn Tùng, Thanh Nhàn sẽ tiếp tục được bố trí đá chính ngay từ đầu. Cả ba cầu thủ này đều đã nổ súng trong trận đấu gặp Ua Ba Guam và đang có được sự hưng phấn cần thiết cho trận đấu quan trọng nhất vòng bảng. U23 Yemen rất đáng gờm ở chỗ họ biết mình biết người, sẵn sàng thu mình chịu trận và tung ra những cú phản đòn vào thời điểm quan trọng nhất. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã cải thiện màn trình diễn tốt hơn qua từng trận đấu, qua từng chiến dịch. Vì vậy, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Turcier vẫn sẽ là 3 điểm. Chiến thắng để khẳng định lại vị thế để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng và giành tấm vé trực tiếp lọt vào vòng chung kết U23 châu Á. Và thầy trò huấn luyện viên Turcier đang sở hữu tất cả những yếu tố để sẵn sàng cho một màn trình diễn bùng nổ.